1, 2, 3, 4, 5. Chỉ trong vòng chưa đầy 100 mét trên tuyến phố Hàng Bông đã có đến 5 cửa hàng bán túi nhái hàng hiệu, hay người ta còn gọi là túi phách. Trong vai một người mua hàng, chúng tôi tiếp cận một cửa hàng chuyên túi phách. Super phách này là của mình là hàng ở đâu ạ? Cũng là Trung Quốc. Vâng ạ. Tất cả là Trung Quốc. Cả phách 1 cũng là Quảng Châu ấy, phách 2, phách 3, 4 đều là Quảng Châu ấy, bởi vì ở đây nó rất là rộng. Nó chia ra nhiều các loại, từng loại túi chị. Ừ. Nhưng mà chị bao la. Nó nhiều, cái đấy thì bằng thường thì nó cũng là thuộc của Quảng Châu hết. Nó phân phát cho cả thế giới. Rất nhiệt tình, nhân viên này còn giúp phóng viên phân biệt được giữa các loại túi phách có giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Cái tay chị đang cầm được cái này. Đâu? Là khác nhờ. Cái này là phách 1 đây đúng không? Cái này là siêu cấp luôn ý, cái này là super phách này. Đầy đủ các thương hiệu lớn trên thế giới đều góp mặt ngay trên con phố Hàng Bông này. Ngay cả những hãng đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam như Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermès, Dior, Prada với đủ dòng nhái và giá cả phù hợp với túi tiền của mọi khách hàng. Và ngay tại tuyến phố Hàng Ngang Hàng Đào, những chiếc túi nhái thương hiệu lớn được bán với giá giật mình chỉ từ 50 đến 60 nghìn đồng. Những chiếc túi xách hàng hiệu trở nên thượng vàng hạ cám, bất kể giá thành nào cũng có thể sở hữu được. Thì mình thấy là chưa có cơ quan chức năng nào người ta xét, ví dụ như là hàng phách thì không được dùng hay như nào, giống như ở nước ngoài họ thường là họ ra sân bay là họ bị sẽ bị phạt ý, nếu họ dùng cái LV không đúng của hãng. Thì mình thấy là rất là nhiều trên thị trường các hãng đều có cái mẫu là mới cái là có luôn. Có cầu ắt có cung, bất chấp sự miệt mài với quyết tâm xóa bỏ nạn hàng giả hàng nhái của các lực lượng chức năng, những chiếc túi phách này vẫn được bày bán công khai ngay tại lòng phố cổ Hà Nội, nơi tập trung nhiều khách du lịch và là bộ mặt của thủ đô Hà Nội. Sự tồn tại của chúng như đang thách thức các lực lượng chức năng. Trước đó ngày 8 tháng 6, hai đối tượng này đến nhà bạn tên Móm tại xã Quảng Lập, huyện Bình Dương để chơi, sau đó rủ nhau qua nhà người bạn ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Trên đường đi đến địa phận thôn 1 xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương, Hiếu và Khánh quan sát thấy có một chiếc xe hiệu Yamaha, kiểu dáng Sirius, sơn màu đỏ đen, biển số 49E1-40343 của ông Sạch Văn Hoàng ở khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để ở lề đường quốc lộ 23.